Ok, mình đã quay trở lại để mình chơi tiếp cái nhiệm vụ số 13 là Thug of War. Hình như là bây giờ nó sẽ là cái nhiệm vụ chính. Nên là cái ách này cũng là một cái ách khác rất hay. Osiris. Set tricked him and had him killed. His body was cut into pieces and scattered across the sands of Egypt. Kemsit was in the process of trying to destroy this one completely. If Osiris is dead, what good is a piece of his body? It is not easy to kill a god. Osiris is dead, but not dead. If we can reunite his body, he will live again. However, if Kemsit succeeds in destroying a single piece, all is lost. Oh, it's Lutz. Be quiet back there. We have walked into an ambush. Get the Osiris piece to the city. Đấm nhau tiếp. Nên là đây là trong thành phố đấy. Arkantos and his men have been ambushed in the canyon pass. We must rescue them. Time is short. Quickly, prepare an army and send it to the pass before Kemsit can escape with the Osiris piece. The Osiris piece is ours now. Nên là cái phần này là nó sẽ đánh nhau và nó chết mẹ rồi. Phải. Thì chúng ta phải xây, từ mình sẽ xây và bắn cung đi. Xây được cái gì không? Nên là đây là về cái kiểu như là cái câu chuyện của cái gì nhỉ? Ơ sao cái phần này nói chơi bọn Seth à? Nên là phần này là về cái kiểu như là cái câu chuyện hay là cái truyền thuyết của cái bọn Seth ấy. Là quên nhầm của Osiris đấy. Vậy là cái thằng Seth này là nó đã bịp cái anh Osiris là cái anh thần này, cũng một thần to ở trong bên Ai Cập ấy, là bịp anh ấy sao chặt anh ấy chi tiết anh ấy sao chặt anh mấy thành nhiều mảnh ấy, vứt xung quanh Ai Cập ấy. Sau khi mà Osiris là lấy lại được hết mình cái phần cơ thể của mình sẽ ghép lại thì thần đến thì là nó sẽ tái sinh lại. Thì cái campaign này nó cũng dựa theo cái câu chuyện hoặc là cái huyền thoại đấy ấy. Như là kiểu cũng là một cái huyền thoại của bên Ai Cập. Mẹ là vừa chơi vừa nói mình lại quên mất mình đang định nói cái gì. Nên các bạn thông cảm. Nên là về cơ bản là cái phần này là chúng ta sẽ phải đi lấy lại mấy cái này này. Đây là một cái mảnh xác của Osiris này. Nên là chúng ta phải lấy lại, nên là cứ giằng co hai bên để lấy lại được cái mảnh xác này. Nên là bây giờ mình sẽ gọi lại đồng hồ này. Nên mình không biết là mình xây được cái gì không nhỉ? Mình xây ra cái bây giờ mình có thể set này. Nên là đặc điểm cái bọn set này thì là ở đó cái này, phần này là gọi được set à? Đó, đây mình gọi được Anubis này này. Phần này bá thế nhỉ? Bọn này không xây được đền thờ thôi. Nên là phần này nó chỉ ở mình đi choảng nhau thôi. Nó mất mình phải xây. Rồi để thằng này ra đây lấy đi. Ơ thằng tướng mình đâu nhỉ? Tướng đi chậm đấy. Nó đi chiếm lại này. Nên là cái phần này nó cứ chiếm qua chiếm lại hai bên đấy. Cái này là nó cái gì? Xây Anubis này. Hoặc là xây mà anh vua bọ cạp này. Giống như trong phim vua bọ cạp này. Đây là mấy thanh niên sát thủ ấy. Nhìn chúng rất là kinh. Chúng rất là ngầu. Về. Nên là để áp tải cái xe này là đi rất là chậm luôn này. Nên là chúng ta phải giằng co hai bên chúng ta để giữ cái xe này. Thứ hai mình để cái xe đi một đạo riêng nhỉ. Thế là quân nó bắt đầu nó đuổi mình nó phang này. Nên là chúng ta sẽ có cái mấy thanh niên sát thủ đi giết người. Là mình sẽ có cái gì nhỉ? Tập này vào đây. À đâu đúng không? Nên là cái phần này nó sẽ gọi cái đạo Set này. Là khi mà Pharaoh hoặc là mấy cái thằng thầy tế của cái bọn Set này, nó sẽ có khả năng là gọi được mấy con thú này. Kiểu bọn Set này
sẽ là cái thần của bọn thú chứ sao, nên là nó sẽ gọi được thú hoang. Nhưng mà cái bọn cái thú này đánh đam cũng rất là to luôn này. Để chạy ra đây thôi, chứ chạy mãi chưa đến vãi. Mình phải phang mà đậu chạy. Nên là cái phần này là chúng ta chỉ xây nhà thoải mái để chúng ta bơm quân ra, kiểu là tiền tuyến để chúng ta búp ấy. Đây lại lạc đà này. Cái lạc đà này nó mạnh với cả gì? Mạnh với cả cung và ngựa luôn này này. Tuổi. Bây giờ nó linh dịu. Để gọi thằng Anubis ra phệt. Ui nó nhảy này. Thôi mấy con này chạy đi. À bị bắt lại rồi này. Ui mẹ bây giờ gọi một đống. Mình nhớ là mình gọi mấy thằng kia rồi mình này. Gọi thêm mấy thằng này. Gọi thêm cái này mà. Nên là cái bài này là chúng ta chỉ ở nhà chúng ta xây các kiểu ấy. Kéo mấy con thú đấy thôi. Nên là mấy con thú này là nó không lấy thịt được nhá. Là thú này là để chiến đấu lúc này. Ui bọn nó gọi lại mấy con này à, phang mình này. Thôi giữ vậy. Thôi tranh thủ đi đi. Ui đánh nhau loạn cả lên này vãi. Ui quân nó đông thế. Enito. Mẹ nó không tự động đánh nhỉ? Không hiểu sao. Mà chém ra đây. Ui, để nó đống đấy. Greek. Cái xe của mình lại bị chiếm nữa sao? Mẹ cái bọn này nó lại chiếm. Thế là kiểu cứ giằng co xung quanh cái chỗ này ấy. Kiểu hai bên nó cứ đè quân ra kiểu, kiểu cái bàn này nó giống kiểu là chống cửa ấy. Nên là sẽ gọi cái gì đấy. Để lại chiếm luôn. Tầm này quân anh đông á. Rồi xoay xoay. Mẹ các anh ninja nhảy như như chóa ấy. Đứng lên hồi máu cho team đi. Cái xe này đi đi. Thế nó đi lên trên đường này à? Nó hay nhỉ. Mẹ nó lại không đi cái đường kia. Đường này ok. Đường này cũng được. Đây là mấy con thú của chúng ta này. Thú này nó không yếu nhưng mà để chăn nông dân thì vẫn được nhỉ? Bây giờ là quân mình vẫn đang xuống ấy này. Đánh nhau loạn cả lên. Mày láo nhỉ, mẹ bây giờ nó chạy hẳn ra đây nó phang này. Đấy có anh Anubis anh nhảy vào. Mẹ bọn đam to thật đấy, 16 đấy. Chỉ mỗi tội là cái máu nó ít. Rồi một đống nó chém á. Nên là mình phải đứng ấy mình chặn ở đây. Đoạn này cũng dễ, bây giờ mình chặn hết cái lũ này, mình giết cái lũ này. Ui mình nhảy đấy, mẹ chém đấy, nhìn trông ảo vãi luôn. Thế luôn cái bọn Anubis này nhảy nhìn ảo vãi luôn đấy. Nên là cái bọn Ai Cập, cái bọn Ai Cập này cũng có mấy con quân nhìn rất là ảo. Nó vẫn sống chết để nó ra, nó bắt cái xe của mình. Nên là cái bài này nó không cho mình xây này. Thì kiểu nó sợ mình xây tường, mình chặn đường ấy. Chơi kiểu chơi bựa ấy. Village. Nên lại có cả cái benefit là dân làng bắn thú là bắn phát chết luôn, vãi tè. Nên là cái gì? Tower đã đánh nhanh hơn à? Đánh đam to hơn à?
Nên là cái bọn này nó có hồi máu này rất là tiện luôn nhá. Hiệu quân chúng ta xây rồi chúng ta đứng nó hồi máu rất là khỏe luôn. Mình sẽ xây thêm mấy thằng là gì Anubis này. Là mình muốn xây thêm cái pha đông khỏe hơn à. Hồi máu này. Mấy thằng thầy tu hồi máu nhanh hơn à. Kiểu tức là mình có thể mình gọi thêm pha đông ra này. Ui giời mẹ mày, mấy anh ninja kiểu mấy anh sát thủ nhảy mà. Ui giời nó nhảy ở chén nhá. Này chịu chó đằng nhiệt, mẹ cung nó bắn như này đấy chứ. Nên là cái bài này rất là sướng nhá. Nâng cấp thì nó nâng cấp hết rồi, chỉ chúng ta xây quân là chúng ta pha mà thôi. Ui mẹ Anubis nó nhảy vào, sướng. Nhìn trông sướng. Nên là có thể mình sẽ không cần mình xây thêm cái bọn này nữa. Đủ. Enito. Bọn này nó vẫn ra là đuổi mình, mẹ ghét. Mà chắc là đuổi được để đến đấy quá muộn này. Để mình gọi thêm mấy con rắn ở đây nào. Cái thằng Pharaoh của mình lại chạy chuẩn bị mẹ chạy ra đây giết mẹ rồi. Gọi mẹ cá sấu đi. Oh, đừng anh em anh ơi. Cao đó. Úi dồi, mẹ mỗi thằng một chém. Ô, cái bọn ở đâu ra đấy? Vãi thật. Nó lại cướp xe của mình gần đến nơi rồi. Không sao, bên mình có cái bọn này. Mình chặn đường bọn này đi. Cướp đường. Mẹ đúng không mấy thanh niên cướp đường. Ui dồi 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 dồi. Mẹ ui dồi hai bên đánh nhau mẹ ảo vãi luôn. Mình pha đông pha mấy bọn này. Dành pha đông là cứu ta mẹ chó. Mẹ pha đông này đam to thật đấy, đam 19 rồi. Và pha đông này càng lên đời cao nhá, cái đam của nó càng mạnh luôn. Và đặc biệt là đam mạnh và rõ ràng là mạnh với cả bọn quái vật ấy. Nên nếu mà mình nhớ không nhầm là càng đời sau là pha đông càng mạnh. Cái này là đời cuối rồi, đâu chưa phải đời cuối á. Đấy, bây giờ mới đời cuối này. Thế có thể lên cái Valley of the King này. Cái này nó sẽ thiên về những quân unit ở trong cái nhà trong thành này, trong cái lâu đài này. Còn cái này nó sẽ xây được cái con mỏ chim này. Con kiểu con Avenger này. Con cầm kiếm nó lùa. Nói chung là bọn này không đủ tuổi. Ui, anh nhảy. Xong thì chúng ta đứng đây chúng ta hồi máu đấy. Nó chả làm gì được mình. Ui, mẹ bắn cung. Xe bắn cung 18 xe này bắn đấy. Này chịu chó đấy nhỉ. Nên là xem a successor will repay này. Nên là nếu mình nhớ không nhầm là càng đời sau thì nó càng khỏe. Twitch can convert wild animal này. Pharaoh thì mới gọi được quái vật thôi. Đâu thì mới gọi được thú thôi. Okay. Move the piece inside the city gates. It is our only chance. Bây giờ là bọn nó vẫn kéo quân lên này. Bây giờ quá muộn này. Too late, bitch. Mở cái này thôi. Nên là vẫn có thể đi kiếm thêm mấy cái này nữa này. Đây này có rất là nhiều cái báu vật luôn để mà kiếm. Bây giờ nó lại kéo quân này. Kéo quân để nó cố trèo kéo thêm. Chả đây là cái gì mẹ. Chả là cái tích sự này. Ôi mẹ nó giết nhanh thế. Để đại quân anh ra anh cho một trận. Ui mẹ ra thằng nào nó bổ thầy luôn này. Mẹ mấy con Anubis này ảo vãi. Mình có Pharaoh rồi, anh ở đây thì tuổi. Ui chạy
Anh ơi, em xin lỗi anh. Có hội, gặp hội ra mổ. Nó ném đấy, mẹ ạ. Chết. Đây là có mấy em thú ấy. Kiểu là tê giác ra. Đi vào đây đi. Bà này vui phết nhỉ. Nó cũng dễ. Team sát thủ của anh, team team ninja của anh. Mẹ có kiểu có 6 thằng hồi máu này, xong một thằng pharaoh. Ui pharaoh bây giờ này, đời nó lên cao, nó đánh 22 luôn này, vãi tè thật. Đây là đời cuối rồi này. Nên là đúng là mình nhớ là cái pharaoh này càng về sau đời đời cao, pharaoh này đánh càng khỏe mà, bởi vì cái bọn này là trên thực tế là nó chỉ có một hero rồi mà. Và có mấy cái thằng này cũng bắn được nhưng mà về cơ bản nó yếu ấy. Thầy tu này. Này vẫn trèo kéo ấy. Mẹ cung nó bắn này, chịu chót này nhỉ. Cho quả lốc này. Nhìn quả lốc này vẫn nhìn vẫn cùi nhỉ. Chết thá. Để mình chơi tiếp một bài nữa. Nhưng mấy cái bài này cũng ngắn ấy. I sit, hear my play. Nên là trong cả cái campaign này là chúng ta sẽ đi tìm những cái mảnh của Osiris ấy để ghép lại. What is special about this place? It is the center of Osiris's kingdom. That is his palace. Now, I need to get the piece to Setna. Setna. Chơi là bị quay à? Setna is already a guest of ours. Yes. Thế cái Setna là phản bội. And now you are too. Thằng này là kem xít to the prison. Con này không biết là rơi ngay vào cái dọ của nó. Betrayer. Isis, hear my plea. I have been betrayed by a servant of Set. Servant of Set. Send your blessing upon me, and I will have vengeance. Con này sẽ cầu khẩn cái thần mà Isis ấy. Nên là ở trong trong cái bên Hy Lạp này nó sẽ có ba thần chính là Set này. Cái gì nhỉ? Set The Atlantean and his men have been thần Set này, thần Horus này, ở đâu? Thần gì nhỉ? Thần Set này, thần Isis này. Từ đây để mình qua xem. Đó, mình quay lại. Nhanh rồi. Nó sẽ là cái random map này. À đâu đây, sẽ có ra thần Ra, thần Isis này, thần Set này. Nó tương tự như bên Hy Lạp đấy. Có ba anh em là thần chính đấy. Thì đây cũng không thực sự là ba anh em lắm mà nó là cái khác. Set này nên trong mỗi cái dân tộc là nó sẽ có một cái thần nó gọi là đóng vai trò là kiểu là kẻ xấu ấy. Như, thực ra bên này cũng chưa biết là thần là kẻ xấu đấy. Ba thần Hy Lạp này. Thần trong cái campaign bên Ai Cập thì nó sẽ có cái thần Set là thần kẻ xấu đấy, kiểu mấy thanh niên âm mưu ấy. Và khi mà chuyển qua cái phần Bắc Âu thì rõ ràng là thần Loki này là kiểu thanh niên kiểu là tính toán ấy. Ok, mình sẽ quay lại đây. Nên là nó sẽ rất là nhanh thôi. Con này sẽ gọi thần gọi sự trợ giúp của thần Isis. Thần này sẽ cấp cho mình một đống quái vật này. The Atlantean and his men have been taken to the prison. Nên là chúng ta bị tóm mất. So you can slip in and rescue him. Như là bây giờ mình cũng vẫn thể xây được cái thay. Phát triển được mà. Nhưng mà là mình đây nó vẫn gọi là cái quân đồng minh như thế nhỉ? Đúng rồi, đây vẫn gọi là quân đồng minh. Này. Nhưng mà đây là nó nâng cấp cái nhà cuối rồi. Go to nearby monuments to claim your cause. Nhưng mà mình không hiểu cái này lại bọn để làm gì, đi cây tiền. Nên là có thể sell sâu mấy cái hin này. Nên là nó sẽ có thể train mấy cái Egyptian meat unit. Nên là tưởng mình sẽ đi cày thôi. Và chúng ta xây mấy cái tượng này. Hình như bây giờ là chúng ta sẽ tập trung vào xây mấy cái mấy con thần thoại ra. Xây cái con gà sấu này. Mình thích con gà sấu này nhất. Để nó khỏe. Con này sẽ con này
À đúng rồi, con này nó sẽ đi đâu là nó sẽ thu phục cái tượng này. Nên là ở phần này là chúng ta sẽ xây được rất nhiều con quái ấy. Greg, are you refer Kro Iatawit? Không biết là xây được cái gì từ này mình. Nên là chúng ta sẽ kiếm tiền và chúng ta cày cái quân quái vật ở cái phần này. Này mình sẽ xây. Nên là chúng ta sẽ cần thịt và vàng. Kiểu là đại khái như vậy. Sẽ xây thêm mấy con cá sấu nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xây thêm 1, 2, 3, 4. Hết mẹ gỗ rồi. Đây có Pharaoh đi cùng đấy. An army? Cyclops. Có chết mẹ luôn rồi vậy. Greg, cho mấy con này cắn cái này đây. Cả sấu này bắn mắt rất là mạnh, bắn 50 này, mẹ vãi thật. Piercing damage 50 này mẹ. Bắn rất là kinh khủng rồi. Cắn ạ. In edge, in wedge. Nào ra bố mới cho mình chết luôn. Nên là bây giờ là chúng ta có rất là nhiều cái set này. Bây giờ mình tập cho mình xây. Ôi á, à, chăn nông dân mình này, con chó này. Ra lên để đào vàng nữa. Chết rồi. Hỏng hết cơm cháo. Ủa nó giết pha đông của mình. Chạy chạy chạy. Ô pha đông của mình to rồi á, con chó đó. Mẹ mấy con này vả đau thế nhỉ? Phải đứng ngồi phát triển một tí vậy. Để nó đánh đau quá. Đánh vào sườn đâu. Thế còn mẹ nó nông dân này. Mẹ mày để nó chăn. Bay cả này. Mày còn đĩ chó này. Chết mẹ thằng Pharaoh của mình, mẹ khốn nạn. Mày mấy con chó ấy nó cắn. Ok, tao cần bọn mày đi lấy tiền ra đây. Mẹ cái bọn này nó ấy xong rồi nó không đi cày. Bây giờ là có cái Human Soldier more resistant to piercing attack. Ở dưới này có màu vàng này. Mình chiếm cái tượng này. Ta sẽ có thêm mấy cái này. Thằng Pharaoh nó đẻ ra lâu thế nhỉ? Tìm người kế vị lâu vãi lắm. Đây 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 ra rồi. Hàng ra rồi. Anh lãnh đạo team cá sấu đấy. Nên chỉ thằng em nó mới có hồi máu đó thôi. Anh hồi máu cho em cái. Em đang khát. Nên là có hai nhà xây cua nông dân thì mình cũng biết. Mình không biết là cái này nó có cái quandary này. Nên là bên nó có rất là nhiều tượng này, để ra cái set rất là nhiều luôn. Nên là chúng ta chỉ tập trung xây quân quái vật thôi. Đã đủ mệt rồi. Đây cụ thể là mình sẽ xây cái con này. Đây mấy thằng này. Thằng này rất là đắt nhá, 100 đồng này. Nó đánh mình này. À, nó đánh cái tượng mình. Đi đây.
Bắn mãi mới chết con chờ con này. Mẹ con chó này. Con hero như mình lại chết, mẹ vãi thật. Được cái là cá sấu này lúc nào cũng an toàn. Ui xời. Thế là bây giờ chúng ta chỉ cần có ít thịt rồi chúng ta xây mấy con sinh này này. Một thiếu gỗ chán. Nâng cấp cái free food này này. Cái tượng này đang bị đập hỏng. Đây là lại xây một thằng thầy tế này, thầy cúng đấy. Nên cái phần này là set này không phải cái set này không phải là vấn đề này. Cái vấn đề là chúng ta kiếm tiền để chúng ta xây hết mấy cái này. Ui mẹ bạn này đào chặt củi nhiều quá. Ở đâu? Cái này là xây ruộng ở bên Ai Cập này là cần vàng chứ. Không vãi đái, quên mất. Bảo sao? Mình quên mất. Bảo sao là lấy gỗ từ nãy rất chả để làm gì. Phải lấy đi, phải đi lấy vàng mới đúng nhá. Mẹ ảo thật đấy. Mình quên mất. Thế là cái bọn này chả để làm gì. Đi lấy vàng hết ta đi. Mình quên mất đấy. Xây ruộng lại cần vàng. Rất là hay. Nên là vàng vàng đối với cái bọn Ai Cập này cực kỳ quan trọng luôn. À, cái này lại xây nhầm nhà là bảo sao. Tất nhiên là xây gỗ, xây mấy cái khác thì vẫn cần gỗ. À, cái vàng rất là quan trọng thì cày đi đào vàng ra đấy. Đây là có hai đứa nó hồi máu cho team rồi này, đỡ hơn. Mẹ chỉnh cá sấu đuôi ngoe nguẩy bắn vãi đai luôn. Cá sấu này trên đầu nó cái cục kiểu laser mẹ vãi đai đấy. Bắn chết người luôn. Bây giờ chúng ta cần rất là nhiều thịt này. Thì chúng ta đi ấy, nâng cấp thịt này. Mẹ cái bọn này toàn đấy. Ơ kìa, mình lại xây nhầm này, còn mẹ nó chứ đùa. Sao mình toàn xây cái nhà này nhỉ? Mình hiểu sao. Nên mình xây nhiều nông dân hơn. Quân 200, bây giờ chậm quá. Free food này. Cày thịt nhanh hơn này. Các kiểu đào vàng nhanh hơn này. À, có khi mình nhiều thằng lấy gỗ quá. Ra là chết. Thật ra cái bọn này đứng ra ngoài được. Không cần mặt đường. Có mấy anh bọ cạp này. Nhưng nó định phá nhà này của mình ra. Thế là chúng ta chỉ cần xây mấy con này được. Thêm cấp lấy thịt. Ui giời, bắn đấy. Hắn ạ. Cắn đây ra. Ui nó húc này. Chó này húc bố. Phá nhà cho ta đây. Cắn cái cổng này ta đây. Chạy như vịt. Xây thêm cả 6 thật đấy. Nâng cấp thêm cái ấy này. Thưa bây giờ mình có thể mình xây voi ấy. Để mình
kiểu như là tanker ấy. Bây giờ là mình sẽ đục cái nhà này của nó rồi tí nữa chúng ta đi cứu cái thằng này. Gigaremit mit mit dong stronghold. Ui bây giờ lại có thêm 3 con này nữa, vãi thật. Mẹ gọi thêm 3 con này nữa, vãi. 3 con bọ này. Nên là bây giờ mình cứ xây mẹ cá sấu một phệt. Còn cái đồ công thành của mình là gần như đủ rồi. Ôi, từ. Lùi. Cá sấu của anh đó. Ui mẹ vào nó ủi nhà này. Mấy con này mình cũng bị xiên này. Cắn cái nhà cho ta. Mấy con voi này hút đau ghê nhỉ. Voi này còn hút đau hơn cả cái... À đâu. Còn hút chết cả mấy con này của mình á. Ôi cái thằng này nó còn đi theo thằng này á. Sun of Osiris mà đi theo thằng này á. Vãi. Nó giật kìa. Vãi thật. Chạy. Ui ôi mẹ nó giật. Lùi. Ôi thua mới sợ chứ. Không thể tin được. Thua chạy té khói. À, có khi mình xây thêm một ít quân này nhỉ. Thằng ta búp đi. Phải đâu ta búp cho anh. Nhưng mình phải đi chiếm thêm mấy cái tượng này mới đúng đấy. Ôi cái con này bây giờ sấp mặt rồi này. Mẹ cha nó chứ, nó xiên. Lấy cái này đi thôi. Có khi là mình nên xây thêm mấy cái con xiên ấy. Cá sấu nó bắn như này, mẹ chị vào chó là nghiền. Con này nó lại kháng cái piercing ammo chứ. Nên là chúng ta vẫn phải cần một ít linh thương ấy. Đánh đi. Finito. UIF. In which? Greek. Để ta cứu con này rồi. Mẹ mấy con này khó chịu nhỉ? Con chó đấy. Úi giời. Mẹ đánh nhau rằng co phết đấy, đùa đấy. Chết mẹ mày. Đứng lên là hồi mới con này nè. Bây giờ chúng ta sẽ cần bọn linh thương này. Cộng với cả cái con ấy này của mình này. Cần thêm ít này đi. Thưa con này đi lấy thêm mấy cái tượng của ta đi. Và để búp thêm cái set nhiều ấy. Xây thêm mấy cái bọn này nữa. Tấn công ở đâu nhỉ? Mình đi lấy hết mấy cái tượng này.
Mẹ xét anh hơi bị nhiều. Xét nhiều vãi đa lắm. Nên là cái mà đội hình bắn xa của mình là đủ rồi này. Bởi vì chúng ta có rất nhiều cá sấu ấy. Cho nên là mình chỉ cần mấy con cầm thương này. Thương này là cần thịt và hai, rất nhiều thịt và 20 vàng. Nâng cấp này. Nhìn là xong rồi, đào xong rồi. Nên là bay con mẹ nó mất mấy con kia. Xem xây thêm nhà rèn nữa. Phải nâng cấp lên thêm cây thịt nhanh hơn. Đúng là mình đánh hơi sớm đấy. Là mình có thể mình ngồi tí mình ngâm ấy. Trăm quân nó 100 mày mày. Mẹ mày, xét lên, xét tăng kinh khủng luôn. Gỗ mình nhiều quá, chả để làm gì. Đi lấy thịt chúng ta đi. Ba này. Kề vàng ta đi. Twig in which you eat. Thay thêm mấy con sinh này. Get it. Phá này ra ta. Mấy con này phá nhà phải rất là kinh nhưng mà đánh nào kinh quá nhỉ. Bọn này khôn nhỉ, nó kéo mấy cái này ra. Mà cá sấu mẹ, tìm cá sấu anh giật thế này mà không chết thì đã quỷ. Ui mẹ, tim của nó đấy. Tìm thầy cúng của nó kìa. Vãi đái thật đấy. Tìm thầy cúng nó vãi đái thật đấy. Không ổn rồi. Không phá được cái nhà này của nó. Destroy Gagretit Mid Middle Chong Ho à? Là mình phải đi cứu bọn này trước chứ nhỉ? Không phá đâu, mình chết rồi thôi. Ê, chó ấy. Mấy con này trâu như con voi này trâu như chó ấy. Chết con mẹ là pha rồng. Ghét thật đấy. Con ấy của mình đâu nhỉ? Đánh cái chỗ này khoai phết nhỉ, đùa đâu. Mình sẽ xây nhiều cái thằng này vào. Này có thích đánh nhau trong này, mẹ cha nhé. Mẹ thầy cúng của nó kìa, vãi đái thật. Chạy. Thế này ra đây. Ui, mẹ không phải đối của nó. Greek.
Ghét thật đấy. Chết nè, sặc cứt. Mấy con chó này ném đau thế nhỉ? Cần thịt. Con chó này. Ok, sao mình phải xây cái chợ đi vậy để chúng ta mua xe. Đánh nhau dài phết. Mình tưởng là cái đoạn này đập được bọn này sớm nhưng hóa ra bọn này rất là trâu luôn. Okay, bây giờ thì bọn này không làm gì được. Khóc cho em. Mình sẽ xây thêm mấy con này vậy. Tháp này khó chịu quá nhỉ. Phá con mẹ cái tháp rồi. Thằng Pharaon mình đâu nhỉ? Đây bây giờ mình sống lại này. Mẹ lại chết. Ghét thế. Mẹ mấy con này tanh vãi đái luôn. Chết mẹ. Chết mẹ hết luôn vãi thật. Con này khỏe dã man luôn. Sao là Osiris này. Phải đi cày thêm ruộng. Mình cảm thấy mất thiếu. Ủa nó giật một phát chết mấy con cá sấu của mình luôn. Vãi thật. Như thế này. Con này khỏe vãi đái luôn. Như thế nào. Giết hắn. Khó cướp ạ. Con chó này khỏe thế nhỉ. 500 mấy máu ấy. Đam 60 thì mẹ vãi thật. Nhìn cái số. Thằng này là con trai của Osiris mà lại đi giúp bọn này vãi đái rồi. Trong khi ta đang định hồi sinh bố của mày. Logic vãi tè luôn. Xây mấy cái này vậy. Ring, you are air. Lâu ông chơi game phát triển chơi nó chậm quá. Mình ngồi mình micro này chả để làm gì. Mình phải đặt cái đạo nữa. Ôi chậm hết cả. Mẹ nó cứ pha cái thằng Pharaon của mình. Đứng đây để hít đam vào nó. Đĩ chó này. Mẹ nó cứ xây mấy con voi chó chết này ra. Nó bỏ hết cả đam của ấy và mình. Kiểu nó tanh hết cả đam bắn của mình. Bắn chết con bà đi mẹ bố. Voi này trâu vãi đái luôn, không chịu được. Không có gì mà cao tờ voi nhỉ. Lấy mấy thằng bọn này. Bọn này cao tờ voi cảm thấy nó phế vãi đái. Mà tụ tập vậy cho ta đi, mẹ đánh chán quá chứ lại. Cứt. Mẹ nó lại xây voi, nó hit down của mình. Mẹ mấy con chó này. Phiền vãi đá lắm. Into
in a jirek. Ui, sợ bắn đấy. Thằng này yếu thế chứ đấy. Yếu như cứt đi. Ui, sao cái lính giáo mình ra đi bị mẹ mấy cái bọn ghẻ ném chết. Rất là khó hiểu nhá. Đấy, mẹ cha chứ. Thằng này đắp chết rồi này. Mẹ. Con chó chết này. Mẹ phải voi phang bỏ bà đi. Trông như con lợn đi. Sao linh giá mình yếu thế nhỉ? Cái linh giá bọn này rất là yếu luôn nha. Xây phí cả tiền. Con mẹ cho mày hút chết bà chứ. Cái xác con kia đâu nhỉ? Chết mẹ trong chỗ này. Ua elephant này. Khỏe với cả building này, húc sập nhà này. Nên là rõ ràng là mình phải xây nhiều nông dân hơn này. Rồi đi kể tiền. Mình tưởng cái đoạn này nó xây mấy con nhân sư này xong. Hóa ra mẹ nó toàn xây mấy con chó thầy cúng ra nó phên phang mình. Mẹ bố lại phải xây voi. Chó chết. Thầy cúng chó chết này. Mẹ cuối cùng vẫn phải xây đủ nhà để mà đập nó. Nên đúng ra là mình phải cứu bọn này trước này. Hình như là chúng ta có đủ quân là chúng ta. Đây là có thằng hero mới là Setna này. Đây này là thiên hồi máu này. Nhưng mà dù sao hình như là mình phải xuyên qua chỗ này. Nó lại xây mấy con chó này này. Em mà xây nhiều mà. Thấy vậy à? Nhiều lính thương à? Húc chết bà đi. Mẹ nó cứ xây mấy cái con chó ấy, nó kiểu nó hút đam mình ấy. Chết phần mẹ mà. Ôi, húc chết thằng Pharaoh mình, mẹ con khốn nạn thế, con chó này. Con này ra ngoài ở đây. Lại chết tiếp vậy. Sao mấy cái con chó ném ấy đau thế nhỉ? Cái ném đá này đau ơi đau luôn. Có mấy con ghẻ ghẻ thôi mà ném đau ơi đau. Chết bao quân của mình. Đập mãi cái nhà này không đủ. Con này trâu vãi đá. Mẹ mấy con chó này chơi kiểu bữa nhỉ. Mình tưởng là cá sấu mình bá nhưng mà mẹ hóa ra nó toàn xây kia để nó chặn. Cả lũ gà sấu pha con này mà không chết mẹ. Phải thật. Em thằng Pharaoh lại sống lại chưa? À voi chiến nó là champion mà bảo sao. Khỏe vãi đai luôn. Ê, chúng ta sẽ cày thật nhiều tiền cho một trận. Mẹ bao nhiêu thằng sự đi farm ruộng như này mà không ăn. Không được thì tạm quỷ. Xây con mẹ này ra đây. Mẹ tiền thịt thiếu lắm thế. Nhưng mà mình không lên được đời ra. Không xây được cái xe bắn đá phang con mẹ là mấy cái trụ chó chết này của nó đây. Sandwich.
Bây giờ phải xây châu voi vậy, mẹ khổ nạn này. Enito, enito, enito. And we are into you. Thằng pha rông mình đâu nhỉ? Ta đấy búp cho cái này rồi. Greek. Mình sẽ xây thêm mấy cái này. Đụng nhau à? Ui, sực bắn. Xây con mẹ mẹ voi vào vàng. Con này của mình lại chết ở trong ấy. Chán đấy. Mình không hiểu sao mấy con bắn vả đá này bắn đau thế nhỉ? Phả rất là đau nhưng không hiểu sao. Mẹ cha nhỉ mày. Để chơi tà. Mà thằng này không cần này, bỏ mẹ này ra. Chết chưa con chó, đĩ chó. Mẹ, bố mày phải xây voi ở phạm. Mày máu tao gái. Úi xa, mẹ áo hốc. Hút chết bà cho ta đây. Nên tao cây chạy nhanh rồi mà. Mẹ mày cứ voi mà phàng cho nhanh. Lại bắn cái tường này mẹ chán đấy. Thiểu năng vãi đá. Bring the guards from the prison to help us here. Munra leveled our forces. Hold back all troops to defensive position. Thế là mình đục được cái nhà này của nó rồi này. Ok, ta sẽ xây thêm mấy cái thằng này này. Into you. Phúc chết cái bà đó ta. Ui xa, sáng cái chỗ này. Ui, nó bắn nhà này. Ui. Nó bắn nhà này. Không đó, lòi ruột đó cho ta. Mẹ cái xe chó này nó bắn được cung. Nên mình phải mang cái con kia ra chỗ thuyền này ra nhé. Hay ra thuyền này. Nhưng mang ra thuyền là xong cái nhiệm vụ của ta. Chó chết rồi. Úi xôi mẹ mày. Voi của mình ấy. Cái máu của nó mẹ 500. Ok thằng này bây giờ không phải đứng búp nữa. Ra đây đi. Thế cho nó lành. Mẹ chó chết. Nhưng mà con này cần thì phải đánh đi. Nhà ta chạy ra đây mà. Tái cho ta đây. Nhìn thằng này solo với con này không ăn được. Chết chà đấy. Tuổi. Amunra, we have prepared a transport. Use it to infiltrate the prison. In wedge, in a jet. Chặt mỗi con một phát. Xin Amunra to the... Đi ra chỗ tàu này ta nhỉ. Mình sợ con này chết giữa biển này. Mất mẹ xác. Mình đi ra đây thôi.
Đây này, phải gửi ra đây này. Nè, xem quay, xem bắn thằng Pharaoh này. Úi dồi. Úi dồi, mẹ bắn. Nên là bây giờ chúng ta có một ít Navy rồi thôi. Nên là cái bọn Navy, bọn nên là Navy các vùng nó lại có cái khác. Là Navy cái bọn bọn Ai Cập thì nó lại có cái thuyền đục này, nhìn chúng rất là ảo. À, bên có con rùa này. Rùa này càng ảo hơn. Mình sẽ khoanh cái này đạo số 3 nhỉ. 4 nên để chúng ta tấn công chỗ này. Ui. Con nó nhiều quân, nó có cái con Hydra ở dưới nước này, vãi tè thật. Ngồi nó rùa đập. Into you. Đi vào đây. Hai con kia nó cắn mấy con ấy của mình. Gary. Má nó bắn đau ghê nhỉ. Bây giờ đỗ đâu bây giờ? Thuyền này sắp sập mẹ rồi, vô vãi. Nào, thuyền này không sập. Thuyền... Đúng cái thuyền con này thì không sập. Ghê á? Mẹ nó chứ. Ôi, sập mẹ thuyền. Đi ra... Ở đâu đi ra đây luôn này này. Bài này chơi khó chịu nhỉ. Tự nhiên nên này phải xây quân rồi. Đứng ở ngay chỗ này mình đi vòng con mẹ đây. Cho này một trận. Cho mấy cái thuyền con ngon tí nhé mẹ. Toàn mấy con vớ vẩn à. À đây xây thuyền này. Sea ship này. Nâng cấp hết mấy cái này ra này. Này sẽ đạo ba này. Royal War Brancher à. Bốn này. Đây này, cắn nó đi. Cái này này, vào được rồi này. À, phá ngục, vượt ngục. Thế là xong luôn à? Cứu được cái bọn này xong rồi. Ôi trời mẹ. Bài này cứ lòng vàng lòng vào cái chỗ kia. Không thì cái bài này xong lâu ấy. So, Setna, all the other priests of Osiris were imprisoned too? Some were left to die in the desert. But why did he want to kill Osiris? Then you truly do not know. You always seem to hide behind something when I see you, Cyclops. You interrupted me in Greece, escaped the underworld, and arrived here before me. There is no way you did this on your own. I will know which god supports you. Now. Lord Poseidon watches over all the people of Atlantis. Lord Poseidon? You're more a fool than I expected. Let's see if he's watching over you now. Thầy định xiên mình à? Ố? Thế bây chúng mình như nào? You may feel less like fighting after I pull off your head.
I will deal with you all in due time. Due time. We have more pressing matters to attend to at Osiris's pyramid. Nên là đây là cũng nên trên là cái bọn đạo ấy này đánh nhau kinh vết. Nên là chơi được mấy cái này. Light Sleeper, Lord Credit 1, 2, 3, 4, 5. Ui, 5 nhiệm vụ rồi. Ok, mình sẽ quay lại sau mình chơi nên là hãy like, hãy comment, hãy đăng ký để support nội dung. Mình sẽ quay lại mình chơi tiếp và cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên cái channel này.